Bảo với tôi là các cán bộ là phải kiểm tra thông tin cá nhân, mới là kiểm soát về thông tin thì cán bộ Huy là hơi bị lạm quyền đấy. Cán bộ anh hơi bị lạm quyền đấy, Ma Ngọc Anh. Đấy là tôi kiểm soát anh. À, kiểm soát anh à? Kiểm soát. Anh có vi phạm thì tôi sẽ thông báo lỗi. À. Không có vi phạm, nha, cảnh sát giao thông được quyền dừng xe trong 4 trường hợp. Đương nhiên. Tôi kiểm tra nồng độ cồn không có. Thì nhiệm vụ quyền hạn của chúng tôi được kiểm soát phương tiện và người điều khiển phương tiện chứ. Thế lại muốn kiểm soát tiếp gì? Thế bây giờ anh muốn kiểm soát gì tôi nữa không? Thế bây giờ anh muốn kiểm soát tôi về hành chính nữa không hay như thế nào? Cho phép đấy. Cho phép để bây giờ anh lại muốn kiểm tra tôi về hành chính hay như thế nào? Tôi nói với anh nhá. Tôi không kiểm tra hành chính anh. Ừ. Mà tôi kiểm tra anh về điều kiện tham gia giao thông đường bộ của anh, xem anh có đủ điều kiện tham gia giao thông đường bộ hay không. À, thế thì không khác gì nhau. Thế có khác gì anh đây đấy, chẳng qua là chỉ là do cách nói của anh thôi. Tôi khẳng định với anh là như thế, nó không có gì khác nhau. Luật đấy là do cách nói. Hả? Luật quy... Thông tư số 32/2023 quy định nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng cảnh sát giao thông, tuần tra kiểm soát. Thế là một trong mấy trường hợp kiểm tra. Nếu mà không có thông tư 32 ra nhá, hôm nay tôi còn phải yêu cầu anh về chuyên đề ấy. Về cái gọi là... giấy kiểm định của cả máy nữa đấy chứ. Đấy, không phải đơn giản đâu, tôi là rất đang muốn rất thoải mái và em giải thích với anh nhá. Người nói có nghe để anh đã nhá, cái việc quay phim chụp ảnh của anh ấy là giám sát bọn em là theo quy định pháp luật. Thông tư 67/65 của Bộ Công an, các ông không thể cãi được với tôi được cái vấn đề không được không bảo. Em có cấm anh đâu. Ừ. Đúng không? Anh không có quyền cấm tôi đâu. Làm anh cứ đứng xuống đây đường để đảm bảo các phương tiện nó không cho đi. Em có cấm anh đâu, đúng không? Ở đây em đang giải thích cho anh một cái thông tư tuần giảm soát mới. À, bây giờ cán bộ cho mình hỏi là cái thông tư nào là đi lập chốt là có hai cán bộ ở đây nhỉ? Anh nói cho tôi. Báo anh nhá, đấy là thông tư số 33, thông tư nghiệp vụ quy định lực lượng cảnh giao thông tuần tra kiểm soát nha. Ít nhất hai cán bộ chiến sĩ tham gia một ca tuần tra kiểm soát theo quy định của pháp luật. Anh nhá. Ok, cảm ơn cán bộ. Rồi anh lên đường đi. Anh có thể tìm hiểu nhá. Rồi, ok. Anh nhá. Nào. Có gì hôm nay anh em mình hôm nay gặp nhau ở đây thì cũng không mong muốn là có một cái gì đó giấy tờ liên quan đâu. Tôi thì tôi thoải mái lắm. Anh em nhìn tôi thì sẽ biết tôi là người như thế nào. Nhìn thấy cái đây, ngoài ra anh em còn cũng còn phải nhìn thêm một chút nữa đi để biết tôi là người như thế nào. Đấy, anh em cũng ghi nhận lại thôi. Đây. Nha, hỏi anh. Nếu nói về cái dự án này các bạn sẽ biết nó là như thế nào rồi, bao nhiêu năm nay. Hỏi thông tin của anh để bọn em vào sổ, chứ còn không phải là có ý gì là kiểm tra gọi là khó khăn gì với nhau cả, đúng không? Mình cũng không vi phạm thì chúng tôi không thể xử lý được. Đấy. Còn cái thông tư mà hai người ấy thì sẽ là thông tư mật. À, lại còn cả thông tư mật à? Thế thì thông tư mật. Tôi lại có cơ hội để tôi nghiên cứu về cái thông tư này đấy. Okay. Nếu mà đúng thì tôi ủng hộ các bạn thôi, còn nếu sai thì các bạn lại có một cái đơn phê duyệt em mới được ra đường. Chúng tôi sai thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, mà chúng tôi chịu trách nhiệm chắc chắn là sẽ hơn người dân rồi. Chúng tôi còn may sao luôn, đúng không? Đúng rồi. Tôi dám làm như thế mới dám ra đường. Làm gì là không đúng đâu. Thôi anh em mình thoải mái. Anh em mà về Thái Nguyên cứ hỏi anh Duy Facebook Duy Tiến nhá. Sẽ có dịp thì về Thái Nguyên anh em giao lưu được chưa? Ờ, thế thôi nhá, chào mọi người nhá. Anh à nhá, em đang đi ở trên chợ mới với chị Thúy à. À, chào anh Trần Đình Sang nhá. Em lại lên đây là cán bộ hỏi thăm em một tí, nhưng mà cũng không có chuyện gì cả. Cán bộ thổi động độ cồn xong là muốn kiểm tra này nọ, nhưng mà em nghĩ là chưa hợp lý nên em không chấp hành đâu. Còn muốn thế nào thì thế. Không, em có cản trở gì các cán bộ đâu. Cán bộ muốn giao lưu nhì nhằng tí thì em ở lại tí thôi. Tôi giải thích cho anh hiểu hơn về cái thông tư mới. Chứ còn không phải là nhì nhằng gì, anh nói thế nó cũng không đúng, đúng không? Anh hỏi tại sao chúng tôi được lập chốt hai người vì thông tư mới quy định. Chúng tôi được phép lập chốt. Tôi nhắc lại với hai cán bộ như này nhá. Các anh lập chốt ở cái chỗ này cong cua như thế này là tôi nói thẳng với các anh là các anh đang làm sai quy định. Còn các anh nếu mà các anh bảo đúng, nói luôn thẳng vào đây, các anh nói bảo cái khoảng cách như này đúng như này, theo chiều từ ngoài vào, nếu các anh nói đúng, anh nói trước mặt mọi người. Tôi đi từ ngoài kia vào mà đến cái đầu xe được có được 20 mét không? Chúng tôi dừng ở đây rồi. Dừng ở đây thì đúng không? Đảm bảo tầm nhìn rồi, không bị ấy rồi, đúng không? Không bị che khuất.
Rồi tôi sẽ ca hướng với các bạn là tôi sẽ cho sếp của các bạn giải trình về vấn đề xem các quần của các ông làm dưới chợ mới này xem lập chốt như thế này đúng không. Tôi nói nếu mà các anh có thể là lập ở xuôi về dưới kia một tí thì nó là hợp lý hơn, bởi vì đây thông báo với anh nhá, đây là đường này là đường tỉnh lộ mà chất lượng đường này nó chỉ được như này thôi đúng không anh? Biết là chất lượng đường nhưng các anh cũng phải xem là cái khoảng cách nào nó thoáng để đảm bảo, thứ nhất là đảm bảo an toàn cho các anh, thứ hai là đảm bảo cho người tham gia giao thông, chứ không phải là cứ thích đứng ở đâu đứng, nó mất an toàn cho các anh. Các anh nhiều trường hợp các anh thấy rồi đấy, người ta tham gia giao thông đi tốc độ nhanh góc khuất nó cho các anh nhập viện ngay bình thường gì đâu mà nó thiệt thòi các anh. Các anh kiểm tra thôi, tôi có thể ở đây tôi giám sát các anh mà có ai cấm được tôi đâu. Phải không? Tôi ở đây tôi giám sát các anh làm việc trong ca làm việc ngày hôm nay cũng được. À chào Lê Duy Triệu nhá. Ừ lâu lâu đi ra đường tí mà. Gọi tiếp thị sữa mà. Lâu lắm rồi. Thích va thì va, ngại gì đâu. Hiện tại là chưa có một trường hợp nào khả nghi ở vùng này, tí nữa có thì mọi người tự hiểu. Càng căng thì anh lại càng thích. Đấy là góp ý của người dân thôi chứ cũng không có ý gì cả. Các anh có ghi nhận hay không thì đấy là việc của các anh. Anh góp ý chúng tôi ghi nhận. Đấy, đúng không? Người dân góp ý chúng tôi ghi nhận hết. Thôi các anh cứ làm đi, các anh cứ kiểm soát giao thông thoải mái thôi. Tôi thì trong nhóm luật là tôi chấp hành nói chung là khá đầy đủ. Rồi, okay. Kể cả mũ mão hương điếc. Như thế là rất đảm bảo. Giấy tờ luôn luôn là ok. Anh Sơn Hà. Vâng em ở đây xíu thôi, em cũng đi chơi tí thôi mà. Chào cô Huệ Viện nhá. Cũng lại lâu lâu không lên sóng, sợ mọi người quên. Nay đi đến đây lại may gặp hai cán bộ lập chốt ở đây, các cán bộ lại bảo là theo thông tư 33 mới nhất, lại thông tin mật là lập chốt chỉ có hai cán bộ ở đây thôi, và lập chốt ở chỗ cong cua như thế này. Đấy, thẳng nhưng mà anh vẫy tôi từ đoạn cong vào chứ anh cũng vẫy tôi từ đoạn cua đâu. Dừng anh từ đây, anh di chuyển qua đoạn cong ra đủ đảm bảo tầm nhìn, anh giảm tốc độ đúng không? Anh nhận hiệu lệnh của tôi và anh tôi hướng dẫn xe anh vào nơi cần kiểm soát. Đấy là cái lý của anh thôi, còn nếu mà theo quy định quy chuẩn ấy, nếu mà tôi mà vẽ ra, mà vạch ra thẳng ra ấy, thì các anh không đúng đâu. Bởi vì sao? Đấy là lý do các anh là đang ngụy biện vấn đề là đang lập chốt ở đoạn cao cua này thôi. Thật đấy, đừng có chống chế với tôi. Nếu mà muốn chống chế thì tôi lại đo cho các bạn biết, rồi khi tôi dở cái tiêu chuẩn lập chốt ra thì các anh lại mệt đấy. Thật đấy. Đảm bảo an toàn thì tôi hỏi ở như thế này đã đảm bảo an toàn chưa? An toàn. Cực kỳ an toàn với các anh, với những cái thằng đi chậm phải không? Xe vào chốt chúng tôi đã lập hẳn ra cái lề đường và hành lang, không đảm bảo đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông đây được lưu thông thông suốt đây. Đúng không? Thôi thực ra mà nói rồi cũng lập chốt đường cong góc khuất đúng rồi đấy đấy. Đúng Nguyễn Hoàng Dương ạ. À. Mọi người nhìn xem này. Góc khuất chỗ này phải đến nhìn khoảng cách như này có được 20 mét, hơn 20 mét rồi đến cái đầu ô tô cái chốt không, trong khi đó cái dây khoảng cách từ ít ô tô ra cái cọc tiêu ở chỗ này chắc được 7-8 mét. Sao lại không quy định cái vấn đề đấy? Có khoảng cách bao nhiêu đấy, đường cao tốc là bao nhiêu mét, và không có thông tư ngày xưa đâu ạ.
Thế nhá, thôi mình tắt máy đây. Chào mọi người nhá. Hả?